Xin mến chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chủ đề mình thấy cũng khá là hay khi mà các bạn đam mê và làm Photoshop chuyên nghiệp. Rồi, thì đây là cái chủ đề mình hướng tới cho các bạn nào mà đam mê và mới tìm hiểu về Photoshop. Nếu các bạn nào quan tâm thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh và chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm mà mình biết được trong quá trình xử lý ảnh dịch vụ cũng như là những kinh nghiệm mà mình đã từng làm việc với rất là nhiều khách hàng trong khoảng hơn 10 năm. Chủ đề hôm nay của chúng ta là những điều cần biết cho người mới học và làm Photoshop chuyên nghiệp. Rồi, ok, thì đây là cái chủ đề mình nghĩ chắc có lẽ là một số bạn sẽ cần tới và sẽ quan tâm trước khi chúng ta làm một công việc mà mình đeo đuổi và đam mê để kiếm ra nguồn thu nhập, tạo ra những cái nguồn thu nhập ổn định cho cuộc sống của mình. Nói sơ qua về một số cái kinh nghiệm mà các bạn cần phải biết khi mà các bạn là người mới học hoặc làm Photoshop, làm ảnh dịch vụ cho khách hàng trên hầu như là tất cả những gì mà liên quan tới hình ảnh nha. Rồi, cái này, cái đầu tiên các bạn cần lưu ý đó là khi mà các bạn làm Photoshop chuyên nghiệp thì mình nghĩ công việc đầu tiên là các bạn nên tập cắt những cái hình ảnh thật là đẹp. Thì cái các bạn nghĩ là cắt ảnh là còn một công việc nhàm chán đơn giản nhưng nó là rất quan trọng nha. Theo kinh nghiệm của mình thì hiện tại cắt hình thì nói rất là đơn giản là công việc nhàm chán, nhưng thực sự nếu như các bạn mà luyện tập cắt đẹp thì chúng ta sẽ rất là dễ ghép ảnh trong một số trường hợp, và tùy theo cái size ảnh lớn nhỏ nữa, cái biên độ cắt hình nó khác nhau rất là nhiều nha. Thì đó là cái kinh nghiệm của mình. Nếu các bạn có thời gian, các bạn nên xem kỹ cái việc mà cắt hình của mình, nó cũng khá là quan trọng. Thì thường những cái người mà mình đào tạo thì mình sẽ cho cắt hình, nếu như cắt một khoảng thời gian mà thấy ok, đẹp thì sẽ qua cái bước tiếp theo. Ngoài việc cắt hình thì chúng ta cần phải biết ghép ảnh tốt, nghĩa là phải chọn cái phông và cái background làm sao mà cho phù hợp theo từng bức ảnh. Công việc này nó đòi hỏi chúng ta phải chịu khó phải làm rất là nhiều mình mới có được cái kinh nghiệm. Và trong một số trường hợp chúng ta nên chọn những cái phông nào mà cho phù hợp tùy theo độ tuổi, theo yêu cầu của khách hàng. Thí dụ như phong Barbie hay là phong những người lớn tuổi á. Nói chung là phong những người hơi lớn tuổi thì phong như thế nào, và đặc biệt là dâu rể thì phong như thế nào. Thì đương nhiên rồi, đó là cái công việc rất là đơn giản, nhưng mà phải làm sao mà cho nó phù hợp theo từng đối tượng khách hàng, đặc biệt là khách hàng yêu cầu được thì càng tốt, còn không thì mình phải tự chọn những cái phong làm sao mà cho phù hợp với những cái đối tượng khách hàng. Đây là công việc các bạn nghĩ đơn giản nhưng cần phải luyện tập rất là nhiều. Thì một số học viên của mình thì mình giao cho thay phong nhưng thật sự không khớp đâu vào đâu hết. Khi mà mình giao như vậy thì cái việc mà đưa phong vô không có hợp. Và lại nếu như các bạn mà chịu khó sưu tầm những tài liệu phong phú nhiều thì các bạn có thể là trong một số trường hợp các bạn có thể quá nhiều sự lựa chọn nên nó sẽ bị rối. Chính vì thế cái công việc mà ghép ảnh này đòi hỏi chúng ta cũng phải có năng khiếu, và nói chung là năng khiếu là một, cái quan sát là hai, và làm nhiều sẽ có kinh nghiệm. Rồi, cái công việc, cái lưu ý tiếp theo mình thấy khá là hay, đó là rất quan trọng, đó là cái việc chỉnh màu. Đây là một cái khâu là luyện tập lâu nhất trong cái Photoshop. Theo mình là một cái việc rất là lâu. Tại vì các bạn chỉnh màu các bạn, nếu các bạn có căn bản rồi thì rất là dễ, còn bạn mà không có căn bản thì các bạn chỉnh rất là khó. Mình nói thiệt là chỉnh màu nó khó ở chỗ là người mới chúng ta sẽ không có nhận biết được cái màu như thế nào là chuẩn. Tại vì chúng ta chỉnh, đôi khi chúng ta chỉnh thấy trên màn hình đẹp thì rọi ra nó lại nó không có phù hợp, nó không có đẹp lắm. Rồi chúng ta không biết phải làm sao.
Thì theo kinh nghiệm của mình á, chỉnh màu á, thì chúng ta suy nghĩ đơn giản một chút như thế này. Thường những cái file ảnh á, nó chụp chụp khi mà đưa lên cái màn hình máy tính hay là bất kỳ những cái thiết bị nào. Nếu như thiết bị điện thoại á, thì màu nó sẽ rực hơn. Còn máy vi tính của mình á, tất cả cái màn hình á, thì nó hơi tối và nó không có màu. Đó. Chính vì thế á, theo cái kinh nghiệm của mình á, thì mình sẽ chia sẻ các bạn là cái phần nào á tối á, thì chúng ta chỉnh, còn sáng lên, còn cái phần nào mà thiếu màu á thì chúng ta thêm màu, nó đơn giản vậy thôi. Và cái hình mà đục á chúng ta làm trong lại hả. Thì những cái bước chỉnh màu á thì theo theo mình á, thì trước tiên mình nâng sáng lên, nâng sáng cho hình nó trong vừa mắt, rồi sau đó chúng ta sẽ canh làm sao mà cho nó phù hợp với mắt nhìn của mình. Nếu thiếu màu thì thêm màu, và cái nào mà dư á, thì mình giảm bớt. Đó là cái kinh nghiệm của mình về cái những cái cách mà chỉnh màu. Thì cái này các bạn cần phải xem thêm những cái video mà mình chia sẻ, mình thấy rất là chi tiết những cái phần đó, hoặc là mình sẽ thường xuyên làm những cái video về hướng dẫn về chỉnh màu để các bạn có thể tham khảo thêm. Rồi cái bước cuối cùng mình nghĩ đó là cái vấn đề sale file và chất lượng ảnh. Thì các bạn nghĩ là sale file và chất lượng ảnh thì các bạn nghĩ là làm xong á, thì sale lại là xong. Nhưng trong rất nhiều trường hợp mình đã làm ảnh á, mình thấy và rồi nhận in ảnh á, nhiều nhiều cái người khách đưa tới file ảnh mình, mặc dù biết Photoshop lâu năm nhưng mà sale chất lượng ảnh nó bị sai, hoặc là tùy theo cái nhu cầu mà các bạn làm ảnh lớn hay ảnh nhỏ, các bạn sẽ góp theo từng cái tỷ lệ khung ảnh tương đương để mà cho nó nhẹ hơn khi mà chúng ta xử lý. Tại vì thường những cái sai ảnh, thí dụ như cái máy bạn yếu đi mà bạn góp khổ thật là lớn để các bạn xử lý, thì bảo đảm với các bạn là cái máy của bạn sẽ không làm việc được và treo, và chất lượng ảnh xử lý không được luôn. Thì các bạn nên suy nghĩ tới việc là góp những khổ ảnh tương đương. Chính vì thế cái công việc này cũng khá là quan trọng để giúp các bạn có thể làm nhanh hơn. Và sale ảnh thì phải đúng, và nói chung là sale những cái file ảnh phải đúng theo chất lượng DCBX và maximum, và những cái chất lượng ảnh lớn nhỏ tùy theo những cái size ảnh mà chúng ta làm cho nó phù hợp. Ví dụ như các bạn làm homelet hay là làm banner khổ dài bao nhiêu mét đó, thì các bạn sale cái đuôi gì, và những cái dạng đuôi JPEG hay đuôi BMG hay đuôi chip nào á cho nó phù hợp với cái dạng máy in và cái hệ màu nữa. Cái này á các bạn phải tìm hiểu thật kỹ để mà chúng ta có thể làm việc một cách hiệu quả hơn trong cái quá trình mà các bạn xử lý ảnh. Rồi thì đây là những cái kinh nghiệm mà mình biết được trong cái quá trình xử lý và làm ảnh dịch vụ đó. Ngoài ra thì theo mình nghĩ các bạn nên tư vấn với những cái khách hàng. Nếu các bạn nhận ảnh trực tiếp thì khách hàng sẽ đưa cho bạn những cái file ảnh và người ta sẽ yêu cầu bạn rọi theo cái tỷ lệ mà người ta thích. Đương nhiên rồi, nếu ảnh đẹp thì không có vấn đề gì, nhưng mà ảnh nhỏ thì các bạn nên tư vấn cho những cái khách hàng hiểu rõ. Và công việc đầu tiên của chúng ta là phải biết được cái chất lượng ảnh và cái size ảnh khi mà chúng ta bung lên nó tương đương bao nhiêu thì được. Công việc này cũng khá là quan trọng khi mà các bạn nhận ảnh nha. Nếu như mà các bạn mà làm phân biệt được những cái size ảnh như thế nào cho nó phù hợp á, thì sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong cái công việc mà tư vấn khách hàng và nhận nhận ảnh khi mà các bạn làm ra những cái sản phẩm tốt nhất cho khách hàng của mình. Rồi, đây là những cái kinh nghiệm mà mình biết được và mình chia sẻ trong cái video này. Nếu các bạn nào mà thấy hay hữu ích thì nhớ nhấn theo dõi. Mình sẽ thường xuyên chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức mà mình biết được trong quá trình xử lý ảnh và làm ảnh dịch vụ. Rồi, những cái podcast này mình có chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên các nền tảng nha, Apple Podcast, Spotify và Google Podcast. Rồi, xin chào và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.